Thưa quý vị, tại phiên họp sáng ngày 16 tháng 10, đánh giá về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Chính phủ đã có nhiều cố gắng bám rất sát nghị quyết 25 của Quốc hội, thực hiện rất tốt các mục tiêu tổng quát và cụ thể. Theo đó, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước 3 năm đạt 24,9%, cao hơn kế hoạch theo nghị quyết là 23,5%. Thu từ thuế và phí xấp xỉ 21% GDP, cơ cấu thu thay đổi căn bản. Công tác quản lý thu chống thất thu đã chuyển biến tốt, thời gian nộp thuế được nỗ lực rút ngắn từ 537 giờ xuống 117 giờ. Về chi, cơ cấu chi chuyển đổi tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên 27-28%, cao hơn mục tiêu kế hoạch là 25-26%. Chi thường xuyên giảm còn 63%, kỷ luật chi tiêu được tăng cường hơn giai đoạn trước. Bội chi, nợ công được kiểm soát theo mục tiêu. Tỷ lệ nợ công giảm từ 63,7% xuống còn 61,4% GDP. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, cơ cấu nợ được cải thiện đáng kể, kỳ hạn vay kéo dài, tránh được rủi ro về lãi suất, tỷ giá, thanh toán nợ đúng kỳ hạn, mối quan hệ chính sách tài khóa, tiền tệ chặt chẽ hơn. Chính phủ bám rất sát nên bộ chi được điều chỉnh giảm, mục tiêu bộ chi bình quân 5 năm là 3,9% là nằm trong tầm tay. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu lên một số vấn đề cần lưu ý như việc thu ngân sách trung ương, sửa chính sách thu còn gặp khó khăn, phân bố vốn còn dàn trải, giải ngân chậm. Đối với các đề xuất của Chính phủ về kế hoạch tài chính 3 năm và điều hành kế hoạch 5 năm về điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất và nhất trí việc trình Quốc hội xem xét và quyết định một số nội dung. Tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu quan điểm phải đảm bảo trần bội chi và nợ công. Việc bố trí vốn dự phòng phải trên cơ sở số thu tuyệt đối của ngân sách. Thống nhất nguyên tắc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định trần nợ công bội chi phải kiên quyết giữ như định hướng. Mức trần đầu tư công 2 triệu tỷ đồng không có nghĩa là sẽ bố trí chi hết 2 triệu tỷ đồng này trong khi thu không đạt. Thu đạt kế hoạch mới có cơ sở bố trí chi đầu tư công.